Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp em học sinh giải đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 môn Toán, đề chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Câu 1 2,25 điểm. Phần 1 là giải phương trình 2x bình cộng 5x trừ 7 bằng 0. Ta đi vào phần 1 nhỏ là phương trình 2x bình cộng 5x trừ 7 bằng 0 có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng 5 và hệ số C bằng âm 7. Nên từ đây ta suy ra A cộng B cộng C bằng 2 cộng với 5 cộng với âm 7 bằng 0. Nên x1 bằng 1, x2 bằng C trên A bằng âm 7 phần 2. Vậy phương trình có tập hợp nghiệm F bằng tập F gồm 2 phần tử. Phần tử thứ nhất là 1 và phần tử thứ hai là trừ 7 phần 2. Ta sang phần 2 là giải hệ phương trình x cộng với 3y bằng 5 và phương trình 5x trừ đi 2y bằng 8. Ta thực hiện nhân phương trình 1 với 5 thì ta được 5x cộng với 15y bằng 25. Phương trình 2 là 5x trừ đi 2y bằng 8. Hai phương trình có hệ số của ẩn x bằng nhau nên ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế thì ta được 5x trừ 5x thì bằng 0, 15y mà trừ đi trừ 2y thành cộng 2y. Sau đó nó là 17y bằng 25 trừ đi 8 thì còn 17. Ta lấy phương trình x cộng với 3y bằng 5 làm phương trình thứ hai. Hệ phương trình tương đương với ở phương trình 1, 17y bằng 7 thì y bằng 17 phần 17 và bằng 1. Còn x thì bằng 5 trừ cho 3y, tức là bằng 5 trừ đi 3 nhân với 1. 5 trừ 3 thì còn 2. Như vậy ta trả lời là hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Nghiệm của hệ phương trình là cặp số xy bằng cặp số 2, 1. Phần 3 là x mũ 4 cộng 9x bình bằng 0 thì đây là một phương trình trùng phương mà quyết hệ số C. Do đó chúng ta giải bằng cách đặt nhân tử chung là x bình phương, còn lại là x bình phương cộng 9 bằng 0 thì tương đương với x bình phương bằng 0. Bởi vì x bình phương cộng 9 lớn hơn 0 với mọi x. Phương trình này tương đương với x bằng 0. Vậy phương trình có tập hợp nghiệm là tập hợp S, là tập hợp có một phần tử 0. Câu 2, 2,25 điểm. Cho hai hàm số y bằng 1 phần tư x bình và y bằng x trừ 1 có đồ thị lần lượt là P và D. Câu hỏi 1 là vẽ hai đồ thị P và D trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Câu hỏi 2 là tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị P và D. Ta đi giải phần 1. Đồ thị hàm số y bằng 1 phần tư x bình. Hàm số y bằng 1 phần tư x bình xác định với mọi giá trị của x thuộc R. Có hệ số A bằng 1 phần tư lớn hơn 0 nên hàm số đồng biến khi x dương nghịch biến khi x âm. Ta lập bảng giá trị cho x các giá trị là trừ 4, trừ 2, 0, 2 và 4. Thì ta tính các giá trị tương ứng của y. Với x bằng 0, y bằng 0. Với x bằng 2 thì 2 bình phương là 4, rút gọn 4 còn 1. Với x bằng 4 thì y cũng bằng 4. Lấy đối xứng qua với x bằng âm 2, y bằng 1. Với x bằng âm 4, y bằng 4. Tiếp theo là ta vẽ đồ thị. Chúng ta biểu diễn 5 điểm trên bảng giá trị lên trên mặt phẳng tọa độ và vẽ parabol P. Ta nhận xét như sau. Đồ thị hàm số y bằng 1 phần 4 x bình là parabol. Đỉnh là điểm O tọa độ 0,0. OI là trục đối xứng nằm bên trên trục OX. Nó quay bề lõm về phía trên. Đỉnh O tọa độ 0,0 là điểm thấp nhất. Ta sang ý thứ hai là vẽ đồ thị hàm số y bằng x trừ 1 là đường thẳng D. Đường thẳng D đi qua hai điểm. Điểm thứ nhất có tọa độ là 0, âm 1 và điểm thứ hai có tọa độ là 1, 0. Chúng ta vẽ đường thẳng đi qua hai điểm. Ta sang phần 2 là tìm tọa độ giao điểm của P và D. Phương trình hoành độ giao điểm của P và D là 1 phần 4 x bình bằng x trừ 1. Chúng ta quy đồng khử mẫu cả hai vế thì ta được nó tương đương với phương trình x bình phương bằng 4x trừ đi 4. Ta thực hiện chuyển vế thì được x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 0. Phương trình này tương đương với phương trình x trừ đi 2 tất cả bình phương bằng 0. Tương đương với x trừ đi 2 bằng 0.
và tương đương với x bằng 2. Với x bằng 2 thì ta suy ra y bằng 2 trừ đi 1 còn 1. Vậy đường thẳng D tiếp xúc với parabol P tại một điểm có tọa độ là 2, 1. Câu 3, 1,75 điểm. Phần 1 nhỏ là rút gọn biểu thức F bằng A căn A trừ 1 trên A trừ căn A trừ đi A trừ căn A cộng 1 trên căn A với A lớn hơn 0 và A khác 1. Phần 2 nhỏ là một xe ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đi đến địa điểm B, cách nhau 60 km với vận tốc không đổi. Biết vận tốc của xe ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h và xe ô tô đến B sớm hơn xe máy là 30 phút, tính vận tốc của mỗi xe. Chúng ta đi giải phần thứ nhất, phần 1. Với A lớn 0 và A khác 1 thì ta có F bằng A căn A trừ 1 trên A trừ căn A trừ đi A trừ căn A cộng 1 trên căn A thì bằng. Ở biểu thức hữu tỉ thứ nhất, A căn A ta viết thành căn bậc 2 của A tất cả mũ 3. Như vậy 1 ta viết là 1 mũ 3. Còn A trừ căn A ta lấy căn A làm nhân tử chung, còn căn A trừ cho 1 trừ cho A trừ căn A cộng 1 trên căn A. Ở biểu thức thứ nhất, chúng ta phân tích tử căn bậc 2 của A mũ 3 trừ 1 dưới dạng thẳng đẳng thức A lập phương trừ B lập phương thì bằng căn A trừ cho 1 tất cả nhân với căn bậc 2 của A đem bình phương cộng với căn A nhân với 1 là căn A và cộng với 1 tất cả trên căn A nhân với căn A trừ cho 1 trừ cho A trừ căn A cộng 1 trên căn A. Chúng ta thực hiện rút gọn ở biểu thức thứ nhất là chia cả tử và mẫu cho căn A trừ 1, bởi vì A lớn 0 và A khác 1, cho nên trên tử thứ nhất còn lại là A cộng với căn A cộng 1, dưới mẫu là căn A. Như vậy hai cái biểu thức này có căn A là mẫu chung, cho nên chúng ta lấy tử thứ nhất trừ đi tử thứ hai là trừ đi A, trừ đi căn A đằng trước hoặc có dấu trừ thì đổi thành cộng căn A, rồi cộng với 1 thì đổi dấu thành trừ 1 trên căn A bằng. Ta thấy rằng A trừ căn A thì triệt tiêu, cộng 1 trừ 1 thì triệt tiêu. Như vậy còn căn A cộng căn A là 2 căn A trên căn A. Thực hiện chia cả tử và mẫu cho căn A, bởi vì A lớn hơn 0, cho nên ta thực hiện được kết quả bằng 2 với điều kiện là A lớn hơn 0 và A khác 1. Như vậy lúc này chúng ta thực hiện rút gọn được biểu thức S, kết quả bằng 2. Ta sang phần 2. Một xe ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 60 km, vận tốc không đổi. Biết vận tốc xe ô tô hơn vận tốc xe máy là 2 km/h và xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút, tính vận tốc mỗi xe. Ta gọi vận tốc xe máy là x km/h. Điều kiện là x lớn hơn 0. Vì biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 20 km/h, do đó vận tốc ô tô là x cộng với 20, đơn vị là km/h. Thời gian xe máy đi từ A đến B thì bằng quãng đường xe máy đi chia cho vận tốc xe máy. Thì quãng đường xe máy đi từ A đến B là 60 km, chia cho vận tốc xe máy là x, đơn vị là giờ. Thời gian ô tô đi từ A đến B là, ta lấy quãng đường là 60 chia cho vận tốc của ô tô là x cộng với 20, đơn vị là giờ. Vì ô tô đến sớm hơn xe máy 30 phút bằng 1/2 giờ, ta có phương trình. Lấy thời gian của xe máy là 60 trên x trừ đi thời gian của ô tô là 60 trên x cộng 20 thì bằng 1/2. Mẫu thức chung là 2x nhân với x cộng 20. Ta quy đồng khử mẫu cả hai vế thì ta được phương trình mới là 2 nhân với 60 nhân với x cộng 20 trừ đi 2 nhân với 60 nhân với x bằng x nhân với x cộng 20, tương đương với, ở bên vế trái 2 nhân 60 nhân x lại trừ đi 2 nhân 60 nhân x thì bằng 0, còn lại là 2 nhân 60 nhân với 20 thì bằng 2400. Như vậy vế trái còn 2400 và vế phải là x nhân x là x bình phương cộng với 20x, tương đương với x bình phương cộng với 20x trừ 2400 bằng 0. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 20, hệ số B phẩy bằng 10 và hệ số C bằng âm 2400. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình phương trừ cho AC bằng 10 bình phương trừ cho 1 nhân với âm 2400 bằng 10 bình phương là 100 cộng với 2400. Kết quả bằng 2500.
lớn hơn 0. Căn của delta phẩy bằng căn của 2500 bằng 50. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Trừ b phẩy là trừ 10, cộng căn delta phẩy là cộng 50 chia cho A, tức là chia cho 1, thì 50 trừ 10 còn 40. X2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A bằng trừ 10 trừ 50 chia cho 1 bằng trừ 60. Giá trị x1 bằng 40 thỏa điều kiện cho nên ta chọn, còn giá trị x2 bằng âm 60 không thỏa điều kiện, ta loại. Vậy vận tốc xe máy là 40 km/h, còn vận tốc ô tô là 40 cộng 20 bằng 60 km/h. Câu 4, 0,75 điểm. Tìm các giá trị của tham số thực M để phương trình x bình trừ đi 2M trừ 3 tất cả trong ngoặc nhân với x cộng với m bình trừ 2M bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho biểu thức giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2 bằng 7. Ta đi giải bài toán. Phương trình x bình trừ 2M trừ 3 thử số với x cộng m bình trừ 2 bằng 0. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 2M trừ đi 3, tức là bằng 3 trừ đi 2M. Và hệ số C thì bằng m bình phương trừ đi 2M. Ta tính delta bằng b bình phương trừ đi 4ac bằng 3 trừ đi 2m tất cả bình phương trừ đi 4 nhân a bằng 1 nhân với c bằng m bình phương trừ đi 2m bằng 3 trừ đi 2m tất cả bình phương thì là hằng đẳng thức bằng 9 trừ đi 12m cộng 4m bình phương. Ta thực hiện nhân 4 với hệ số c là trừ 4 nhân với m bình phương bằng trừ 4m bình. Trừ 4 nhân trừ 2m thì bằng cộng 8m. Thực hiện thu gọn thì 4m bình phương trừ 4m bình phương bằng 0. 8m trừ đi 12m thì còn là trừ 4m cộng với 9. Phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khi và chỉ khi delta lớn hơn 0 hay là trừ 4m cộng 9 lớn hơn 0. Điều này tương đương với trừ 4m lớn hơn trừ 9. Vậy tương đương với m nhỏ hơn 9 phần 4. Với m nhỏ hơn 9 phần 4, phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Theo hệ thức VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a bằng 2m trừ đi 3. X1 nhân với x2 bằng c trên a bằng m bình phương trừ đi 2m. Ta có giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2 bằng 7 thì tương đương với x1 trừ x2 tất cả bình phương bằng 49. Điều này tương đương với x1 bình phương cộng với x2 bình phương trừ đi 2x1 x2 bằng 49. Tương đương với x1 cộng với x2 tất cả bình phương trừ đi 4 lần x1 x2 bằng 49. Ta thay x1 cộng x2 bằng 2m trừ 3 và thay x1 x2 bằng m bình phương trừ 2m thì ta được là 2m trừ 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với m bình phương trừ 2m bằng 49. Điều này tương đương với 4m bình phương trừ đi 12m cộng với 9 trừ đi 4m bình phương cộng với 8m bằng 49. Tương đương với 4m bình phương trừ 4m bình phương thì triệt tiêu, còn 8m mà trừ 12m thì còn trừ 4m. Chuyển vế số 9 sang vế bên phải thì lấy 49 trừ 9 thì còn 40. Điều này tương đương với m bằng 40 chia cho âm 4 thì bằng âm 10. M bằng âm 10 thì thỏa điều kiện nhỏ hơn 9 phần 4. Vậy em bằng. Trước khi vào câu 5, các em hãy tặng cho cô một like. Nếu em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Câu 5, 3 điểm. Cho đường tròn O đường kính AB, lấy điểm C thuộc đường tròn O với C khác A và B. Biết CA nhỏ hơn CB. Lấy điểm M thuộc đoạn OB với M khác O và B. Đường thẳng đi qua điểm M vuông góc với AB, cắt hai đường thẳng AC và BC lần lượt tại hai điểm D và H.
Câu hỏi 1 là chứng minh 4 điểm A, C, H, M cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn này. Câu hỏi 2 là chứng minh MA nhân MB bằng MD nhân MH. Câu hỏi 3 là gọi E là giao điểm của đường thẳng BD với đường tròn O, E khác B, chứng minh 3 điểm AHE thẳng hàng. Câu hỏi 4, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho MN bằng AB, gọi P và Q tương ứng là hình chiếu vuông góc của điểm M trên BD và N trên AD. Chứng minh 4 điểm DQHP cùng thuộc một đường tròn. Ta đi giải bài toán này. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình. Ta vẽ đường tròn O đường kính là AB, lấy điểm C thuộc đường tròn O sao cho CA phải nhỏ hơn CB và C khác A và B. Lấy điểm M thuộc đoạn OB. Đường thẳng đi qua điểm M vuông góc với AB, cắt đường thẳng AC và BC lần lượt tại hai điểm D và H. Câu hỏi 1 là chứng minh 4 điểm ACHM cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn này. Thì để chứng minh 4 điểm ACHM cùng thuộc một đường tròn thì chúng ta chứng minh cái tứ giác ACHM nội tiếp. Do đó xét tứ giác ACHM có góc AMH bằng 90 độ vì lý do là HM vuông góc với AB tại M do giả thiết. Góc ACH bằng 90 độ. Lý do là góc ACB bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên góc AMH cộng với góc ACH bằng 90 độ cộng 90 độ bằng 180 độ. Vậy tứ giác ACHM nội tiếp vì tứ giác này có tổng cả hai góc đối bằng 180 độ. Suy ra 4 điểm ACHM cùng thuộc một đường tròn đường kính là AH. Suy ra tâm của đường tròn này là trung điểm của AH. Ta sang phần 2 là chứng minh MA nhân MB bằng MD nhân MH. Thì ta có góc MHB cộng với góc MHC bằng 180 độ. Lý do là hai góc kề bù. Còn góc MAC cộng góc MHC bằng 180 độ vì tứ giác ACHM nội tiếp. Từ hai điều này thì ta sẽ suy ra được góc MHB bằng góc MAC. Xét tam giác MAD và tam giác MHB có góc AMD bằng góc HMB bằng 90 độ bởi vì DM vuông góc với AB tại M. Và điểm H thì cũng nằm trên đường đoạn DM. Điều thứ hai là góc MAD bằng góc MHB bởi vì góc MAC bằng góc MHB. Nên tam giác MAD đồng dạng với tam giác MHB theo trường hợp góc góc. Suy ra tỉ số đồng dạng là MA trên MH bằng MD trên MB. Và từ đây chúng ta suy ra tích độ dài là MA nhân với MB bằng MD nhân với MH. Thì đây là điều phải chứng minh ở câu này. Câu 3. BD cắt đường tròn O tại điểm E khác B, chứng minh 3 điểm AHE thẳng hàng. Chúng ta vẽ hình tiếp. Xét tam giác DAB có DM vuông góc AB tại M thì điều này là giả thiết cho. Còn CB vuông góc AD tại C là do ta đã chứng minh góc ACB bằng 90 độ. Và BC thì cắt DM tại H. Do đó từ ba điều này ta suy ra được H là trực tâm của tam giác DAB. Từ đó ta suy ra AH vuông góc với DB. Đây là điều 1. Ta có góc AEB bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên ta suy ra được AE vuông góc với DB. Đây là điều 2. Từ 1 và 2 ta suy ra điểm H thuộc AE. Do đó suy ra 3 điểm AHE thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh ở câu này. Phần 4, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho MN bằng AB. Gọi PQ là hai hình chiếu của M trên BD và N trên AD. Chứng minh 4 điểm DQHP thuộc một đường tròn. Chúng ta sẽ vẽ tiếp hình cho phần 4. Chúng ta đi phân tích câu 4. Để chứng minh 4 điểm DQHP thuộc một đường tròn thì ta chứng minh
3 điểm QHP cùng nhìn đoạn DI dưới một góc vuông. Tức là chúng ta phải chứng minh rằng góc DQI bằng góc DHI bằng góc DPI bằng 90 độ. Thì ở đây ta có góc DQI thì bằng 90 độ rồi, bởi vì là có NQ vuông góc với AD tại Q. Như vậy ta phải chứng minh rằng góc DHI bằng 90 độ. Thế thì muốn chứng minh góc DHI bằng 90 độ thì ta chỉ cần vẽ HI song song với AB. Và điểm Y thì thuộc vào đoạn QN. Thì khi đó ta sẽ có ngay góc DHI bằng 90 độ, do là DM thì vuông góc với AB, MHI thì song song với AB, thì ta sẽ có ngay góc DHI bằng 90 độ. Như vậy cuối cùng ta chỉ còn chứng minh góc DPI bằng 90 độ. Thế thì ở đây ta đã có MP vuông góc với DP rồi, cho nên chúng ta chỉ cần chứng minh rằng 3 điểm MPI thẳng hàng thì ta sẽ suy ra được góc DPI bằng 90 độ. Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta sử dụng tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Ta sẽ chứng minh rằng MI song song với AE, và ta chứng minh MP song song với AE. MP thì song song với AE bởi vì nó cùng vuông góc với DB. Điều này đã có. Như vậy ta còn đi chứng minh MI song song với AE. Muốn chứng minh MI song song AE thì ta chứng minh tứ giác AHIM là hình bình hành. Và muốn chứng minh tứ giác AHIM là hình bình hành thì ta chứng minh nó có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Tức là HI song song với AM và HI bằng AM. Việc song song thì ta đã do ta vẽ rồi. Ta vẽ cái đường HI song song với AB rồi. Cho nên chúng ta chỉ cần chứng minh rằng HI bằng AM. Thế muốn chứng minh HI bằng AM thì ta chứng minh rằng HI bằng đoạn BN, và đoạn BN thì bằng đoạn AM. Muốn chứng minh HI bằng BN thì ta đi chứng minh tứ giác HINB là hình bình hành. Thì việc chứng minh tứ giác này là hình bình hành thì quá dễ dàng, bởi vì là sử dụng các cặp cạnh đối song song. Ta phải chứng minh rằng BN bằng AM thì ta có là BN cộng với BM, nó phải bằng AM cộng với BM. Mà BM cộng với BN thì nó bằng đoạn MN. Còn AM mà cộng với đoạn BM thì nó chính là đoạn AB. Như vậy đây là từ giả thiết. Do đó chúng ta có sơ đồ để chứng minh 4 điểm DQHP thuộc một đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chứng minh. Ta có MN bằng AB theo giả thiết, thì ta suy ra được là MB cộng với BN bằng MB cộng với AM. Và từ đây ta suy ra luôn BN bằng AM. Ta vẽ đường phụ là vẽ HI song song với AB, trong đó điểm Y thì thuộc vào QN. Xét tứ giác HINB có HI song song với NB bởi vì HI song song với AB. Còn HB thì song song với IN bởi vì BC vuông góc với AD và NQ cũng vuông góc với AD. Và hai điểm H và Y thì nằm trên hai đoạn thẳng này. Do đó HINB là hình bình hành vì nó có các cạnh đối song song. Từ đó ta suy ra HI bằng BN. Điều 1 là BN bằng AM. Điều 2 là HI bằng BN. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra được HI bằng AM. Mà HI lại song song với AM, do ta vẽ HI song song với AB, nên tứ giác AHIM là hình bình hành. Thì ta suy ra MI song song với AH. Ta có AH vuông góc với DB tại E do chứng minh ở câu trên. Còn MP thì vuông góc với DB tại P, bởi vì giả thiết yêu cầu chúng ta lấy điểm P là hình chiếu của M trên DB. Do đó từ hai điều này ta sẽ suy ra được AH song song với MP. Ta gọi MI song song với AH là điều 3, và AH song song MP là điều 4.
từ 3 và 4. Ta suy ra 3 điểm MPI thẳng hàng. Theo tiền đề Euclid. Từ đó ta suy ra góc DPI bằng 90 độ vì lý do là MP vuông góc với DB tại P. Góc DHI bằng 90 độ bởi vì HI thì song song với AB do ta vẽ và DH thì vuông góc với AB tại M. Góc DQI bằng 90 độ bởi vì Q là hình chiếu của N trên AD, tức là NQ vuông góc với AD tại Q. Do đó góc DPI bằng góc DHI bằng góc DQI bằng 90 độ. Nên suy ra các điểm P, H và Q cùng nằm trên đường tròn đường kính là DI. Bởi vì theo cái bài toán quỹ tích cung chứa góc là những điểm P, H và Q cùng nhìn đoạn DI dưới một cái góc alpha bằng 90 độ. Vậy 4 điểm DQHP thuộc một đường tròn đường kính là DI. Thì đến đây là điều phải chứng minh ở câu này. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi cô đăng bài mới nhé. Cô thân ái chào các em.